có thể tùy ý xuyên qua mộng cảnh tính là cái gì trọng điểm là lưu diệt thần xuyên qua mộng cảnh không chỉ có thể ở trong mộng để cho ông cố dạy ngươi làm người như thế nào còn có thể từ trong mộng mang về thỏ nữ lan rửa chân mát xa cùng ngươi chơi trò chơi ngươi tin không lưu diệt thần nằm mơ sau đó liền xuyên qua lần đầu tiên vượt qua anh ta bị ném xuống nơi chim không ỉa với cái mông trần khi một người thượng cổ lần vượt qua thứ hai anh ta bị ném vào chuồng lợn với mông trần lần thứ ba xuyên qua, hắn bị trần truồng mông ném tới tận thế. Ai có thể nói cho tôi biết, tại sao lúc nào cũng trần truồng? Chương 1 Giống huyệt cư nhân một dạng sinh hoạt lần đầu tiên xuyên Việt. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Hết thảy vì sinh tồn, ta là huyệt cư nhân. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương 3 Cái này trở về Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 4 Cô nương Ai? Ai là cô nương? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 5 Hết ăn lại uống thời gian Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương 6. Con diều chính là Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 7. Kiếm tiền rồi kiếm tiền rồi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 8. Kết thúc con diều xuyên qua hành trình Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 thay hồng tỷ ra mặt. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 10 Lại tới Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test.